Đây là một cái mẫu TV rất là đặc biệt mà mình review. Thứ nhất, đó là đây là cái mẫu TV có kích thước màn hình lớn nhất từ trước đến nay trong tất cả các mẫu TV mà mình đã review ở trên kênh YouTube của mình. Mẫu TV này có kích thước màn hình lên tới là 86 inch. Vẫn chưa hết đâu. Đây cũng là cái mẫu TV đầu tiên mà mình review ở trên kênh của mình mà mình chưa bóc siêu ra. Bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ dành cái gọi là cái niềm sung sướng này cho chủ nhân của cái mẫu TV này. Nói nhỏ thôi nhá, hôm nay mình đến TV Xiaomi Hà Nội mình chơi và ngay lập tức thì cái TV này đã bán hết sạch, chỉ còn đúng một cái bán cho một bác khách hàng và phải thực sự là phải năn nỉ mãi và là thôi bác ơi, cháu xin tầm chục phút thôi, cháu làm review xong thì thôi cháu gửi lại cho bác. Đấy, thế mình cũng hỏi là thế thì không biết là bác mua TV này chắc phải đắt lắm nhờ, liệu đến cả 100 triệu hay không? Đấy thì câu trả lời là không đến 100 triệu đâu, chỉ có 32 triệu thừa 10.000 cho chúng ta đi ăn xôi thôi. Đấy, vẫn chưa hết đâu. 32 triệu một cái mẫu TV này. Ôi dồi ôi, thế là ông là đại gia chân đất à? Ông mua cái TV, người ta phải mua cái TV cả 100 triệu, ông bỏ ra cái 30 mấy triệu để mua. Nhưng xin thưa, nhà các bạn có diện tích đủ rộng để mà chứa cái TV này hay không? Đấy, nói luôn, nhà mình rất là rộng rồi nhưng mà nhà mình chỉ dám dùng cái TV tầm 65 inch thôi. Chứ mà để cái TV 86 inch này ở trong phòng thì làm sao mà có chỗ để mà chứa được. Hay là cái ghế sofa khoảng cách nó gần quá thì xem làm sao mà xem được, đúng nào. Đấy, nghĩa là nhà người ta phải rất to, rất rộng thì mới dám mua cái TV này. Và đúng là nhà đại gia thì mới mua TV này, đúng nào. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Cái mẫu TV này nếu mà chúng ta mua về để mà xem World Cup thì quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Chúng ta xem và World Cup này, và kể cả có hết World Cup đi chăng nữa thì vẫn còn giải bóng đá ngoại hạng Anh, vẫn còn cúp C1 và sắp tới là chúng ta sẽ xem ABF Cup để xem Quang Hải đá như thế nào. Cái mẫu TV 86 inch này thì nó sẽ có độ phân giải 4K. Đấy, và có tần số quét là 120Hz, có bù chuyển động, có Dolby Vision, có FreeSync, nghĩa là có đủ các cái thứ về công nghệ màn hình ở trên cái mẫu TV này. Nhưng trước khi nói kỹ về cái màn hình của nó thì chúng ta sẽ đi từng phần một. Đầu tiên là về phần thiết kế. Thiết kế ngoài việc nó to ra thì nó cũng rất là nặng, phải ngang vợ mình cỡ tầm 50 kg đổ xuống. Đấy chưa? Đấy, tiếp tục nữa là cái phần khung thì chắc chắn rồi, phải là kim loại rồi. Và cái phần viền này thì cũng khá là mỏng nhé các bạn nhé. Chẳng qua là bây giờ là siêu là mình chưa bóc nó thôi, chúng ta nhìn nó không rõ ràng thôi. Thế thực sự là cái việc mình màn hình này rất là mỏng luôn. Thiết kế thì mình nói thật chứ cái tivi nào nó chả thiết kế nó xem như nhau, chẳng qua là nó mỏng như thế nào thôi. Chứ còn tivi thì làm gì có giống điện thoại mà có thiết kế màn hình đục lỗ, màn hình nốt ruồi, màn hình tai thỏ, màn hình thế này cái nọ, màn hình viên thuốc, đúng là tivi nó chỉ có một cái form như này thôi, tỷ lệ màn hình cũng chỉ là 16:9 thôi. Đấy, rồi chân đế các thứ thì nó cũng khá là xem với nhau. Đại loại là về phần thiết kế thì không có điều gì phải lăn tăn. Bây giờ chúng ta sẽ nói về phần màn hình. Với màn hình kích thước là 86 inch thì mình nghĩ là ít nhất cái khoảng cách chúng ta ngồi phải tầm khoảng 3 đến 4 mét, so với ở cái tivi này thì chúng ta nhìn mới thoải mái được. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là đó là với độ phân giải là 4K. Nếu bạn hỏi mình là nhìn nó có dỗi không thì câu trả lời là có, nếu như chúng ta nhìn gần. Tuy nhiên chả các bạn nào mà lại tivi 86 inch chúng ta ngồi như mình này để mà nhìn à. Chúng ta sẽ phải ngồi một cái khoảng cách nó rất là xa, 3-4 mét cơ mà, thì 4K là quá ổn rồi. Và với cái tần số quét màn hình là 120Hz thì nó sẽ rất là mượt mà luôn. Thêm nữa nó có cái công nghệ bù chuyển động MEMC. Đại loại các bạn có tưởng tượng như này nhé. Đấy là khi mà chúng ta xem bóng đá, đặc biệt là những cái đoạn mà chuyền dài ấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Chuyền dài này, hay là chúng ta xem đánh quần vợt này, hay đặc biệt là chúng ta xem giải đua F1 thì chúng ta xem nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Đấy là cái công nghệ bù chuyển động. Ngoài ra nữa thì khi kết nối với cả các thiết bị bên ngoài để chúng ta chơi game, có thêm cả FreeSync nữa thì chơi game nó sẽ rất là sướng ở trên cái mẫu TV này. Cái TV này tại sao nó lại có mức giá tốt như vậy, có 30 mấy triệu thôi? Bởi vì đơn giản là cái tấm nền màn hình của nó là tấm nền màn hình LCD chứ không phải là OLED. So với cả tấm nền màn hình OLED ấy, thì rõ ràng là độ sáng của nó sẽ không cao bằng, cũng như là độ tương phản của nó sẽ không cao bằng. Nhưng bù lại thì sao? Cái TV này nó sẽ có màu sắc rất là chân thực, nó không bị quá rực như là màn hình OLED. Và tất nhiên rồi, cái TV này thì góc nhìn của nó vẫn rất là tốt. Theo công bố nhà sản xuất thì cái TV của chúng ta sẽ có góc nhìn là 178 độ, gần như là góc nhìn nghiêng tuyệt đối luôn. Đấy, từ góc này thì mình nhìn là nó sẽ không bị sai màu. Còn nói là so với cả TV OLED là độ sáng màn hình của nó thấp hơn, nhưng mình nói thật chứ chưa bao giờ có một cái TV nào mà mình lại mang ra ngoài trời để mà mình xem cả, mình toàn để tivi trong nhà. Và thậm chí là cái tivi này nếu các bạn xem bóng đá vào tầm khoảng 2 giờ sáng, các bạn phải giảm độ sáng màn hình xuống, chứ nếu không nó sẽ bị chói. Đấy, thì cái đấy cũng là cái mà chúng ta cần phải quan tâm tới. Cấu hình thì sao? Cái mẫu tivi này sẽ có RAM 2, bộ nhớ trong 32. Với các bạn là cấu hình cũng khá là đủ để cho mình sử dụng. Và đặc biệt nữa là nó có Android TV các bạn nhé. Có nhiều tivi cũng màn hình cũng lớn đấy, nhưng mà chưa chắc là có Android TV đâu. Khéo khi các ông ấy lại cho Smart TV hoặc là WebOS vào, đúng nào? Rõ ràng là không thể bằng Android TV được. Với Android TV và đặc biệt là với bộ nhớ trong 32GB thì nó quá thoải mái cho chúng ta có thể download các cái ứng dụng ở trên kho ứng dụng Google về để chúng ta trải nghiệm rồi. Đấy, 32GB mình nói thật luôn dùng không hết được đâu. Và với Android TV thì chúng ta có thể download được các cái ứng dụng để mà xem miễn phí. Đấy, nói nhỏ đấy nhá. Anh em có thể xem miễn phí bóng đá này, có thể xem miễn phí phim này nếu như anh em biết cách, được chưa? Và tất nhiên rồi, nó sẽ có trợ lý ảo Google Assistant. Ví dụ như thời tiết hôm nay bao nhiêu độ? Rất nhanh luôn. Tất nhiên đây là độ F chứ không phải độ C. Độ C này thì cũng là nóng bỏng người rồi, đúng nào? Hay như là mở YouTube. Rất nhanh luôn các bạn nhé. Đó. Và thậm chí là cái này là sẽ là cái mình thích nhất này. Đấy là Dương Dê. Nghĩa là các bạn vào trong YouTube, các bạn muốn tìm bất kỳ cái gì, các bạn chỉ cần bật Google Assistant lên để chúng ta tra thôi là xong. Chứ giờ các bạn mà ví dụ như chữ Dương Dê này nhá, ấn nó còn ngắn đấy. Chứ bây giờ mà bạn lại bảo là search cái cụm từ khóa là bật bài hát hãy trao cho anh của Sơn Tùng MTP thì dồi ôi, gõ đến sáng mai, đúng nào? Thì cái trợ lý ảo này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó cho chúng ta. Hay đơn giản như là mở FPT Play. Rất nhanh luôn các bạn ạ. Rất nhanh, thực sự là cái tốc độ của cái tivi này từ cái tốc độ mạng cho tới tốc độ lốt rất là nhanh luôn. Tất nhiên rồi, tivi này sẽ có wifi 5G các bạn nhé. Ok, tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về phần loa thì sao? Cái mẫu tivi này nó sẽ có loa kép, có 2 loa để tạo ra hiệu ứng stereo. Công suất mỗi loa là 12,5W, như vậy công suất tổng sẽ là 25W. Tất nhiên chúng ta sẽ không thể đòi hỏi được là cái tivi nó phải cho chất lượng âm thanh nó hay, hay nghe bass rồi là trống người đập thình thình, chắc chắn là sẽ không có. Với cái tivi này thì khi mình bật âm lượng lên tầm khoảng 50 là mình đã quá thoải mái để mà mình xem bóng đá này, rồi là xem thời sự này, hay thậm chí là xem phim này. Còn nếu bạn muốn nghe nhạc hay thì theo mình các bạn nên mua thêm một bộ loa sao ba, thậm chí là mua thêm loa thùng về để kết nối để nghe cho nó hay, nghe nhạc cho nó sướng. Đã có tiền bỏ ra 30 mấy triệu để mua cái tivi, chả lẽ không đủ tiền mua sao ba có mấy triệu, đúng nào? Và cái tivi này thì với công nghệ âm thanh Dolby Atmos thì chúng ta có thể kết nối được với các cái mẫu loa bên ngoài để cho cái chất lượng tốt hơn. Và màn hình hiển nhiên sẽ có Dolby Vision rồi. Đấy, vì ở đầu video mình cũng đã nói rồi. Về cổng kết nối thì đây các bạn có thể nhìn thấy này, đầy đủ các cái cổng kết nối đây, không thiếu cái nào đâu nhá. Từ việc là có 3 cổng HDMI này, một cổng AV, một cổng VGA này, cổng ATV rồi là USB, cái thứ nó đầy đủ luôn. Tiếng Việt thì đây cũng có sẵn tiếng Việt ở đây nhé các bạn nhé. Nhưng mà đây là tiếng Việt ở ngoài màn hình chính thôi. Đấy, tuy nhiên là cái Việt hóa thì mình thấy là chưa được Việt hóa hoàn toàn. Đây ví dụ như mình vào phần cài đặt này, đấy thì chúng ta vẫn có thể thấy tiếng Anh. Đấy, nhưng mà về cơ bản là những cái tiếng Anh này thì nó rất là dễ sử dụng thôi, cũng không có điểm gì phải khó khăn cả. Mình sử dụng được hết. Còn chủ yếu là ngoài màn hình chính này để cho ví dụ như là ở nhà các bạn có phụ huynh này, người già các thứ thì có thể sử dụng rất là dễ dàng. Cái điều khiển này thì là điều khiển Bluetooth nhé, nên là chúng ta sử dụng không nhất thiết phải chỉ thẳng vào màn hình đâu, chúng ta chỉ bất kỳ chỗ nào chúng ta vẫn có thể chỉnh được. Chỉ hơi đáng tiếc là cái điều khiển này nó lại không có bàn phím số ở đây. Đấy, tuy nhiên là với việc là đã có trợ lý ảo Google Assistant rồi thì gần như chả bao giờ mình dùng đến bàn phím số thì mình cũng không quá lo lắng cái điều đó. Còn về công suất tiêu thụ điện thì sao? Cái mẫu tivi này sẽ tiêu thụ điện là tầm khoảng 450W, nghĩa là tầm khoảng 2 tiếng, hơn 2 tiếng là sẽ hết một số điện. Tuy nhiên, mình nghĩ là với những người đã có tiền bỏ ra để mua cái mẫu tivi này thì chả bao giờ quan tâm tới việc là tiền điện nó sẽ là bao nhiêu đâu. Đấy, nhưng thôi cái đó bỏ qua, được chưa? Cái mẫu tivi 86 inch này của chúng ta thì nó sẽ có khối lượng rất là nặng, tầm khoảng 50 kg đấy, gần 50 kg, 48 kg. Thì nhà xuất đã trang bị ở đây chúng ta hai tay nắm ở phía sau này, để chúng ta khi mà mang vác đi, đặc biệt là lúc mà chúng ta chuyển nhà ấy, hay là chuyển tivi đến, chúng ta xách nó an toàn hơn. Và hai cái tay nắm này thì chúng ta cũng có thể tháo ra được để chúng ta treo lên tường nhé các bạn nhé. Đấy, ví dụ như các bạn không thích để xuống dưới như này thì chúng ta có thể treo lên tường. Đấy, chia sẻ thật hôm nay là không để lên kệ tivi được, bởi vì cái kệ tivi nó bé quá. Đấy, nên là mình phải để xuống dưới đất như này. Mà các bạn tưởng tượng là để xuống dưới đất như này, mình ngồi ở trên ghế như này và nhìn nó còn to như này, thì cũng chỉ là để lên trên cái kệ tivi thì nó sẽ còn trông nó to như nào nữa, rất là to luôn. Đó. Và chế độ bảo hành của chúng ta sẽ là 15 tháng 1 đổi 1 tại TV Xiaomi Hà Nội. Và thực sự là TV Xiaomi Hà Nội đang mang tới cho chúng ta rất là nhiều các cái mẫu TV ngon, bổ, rẻ của Xiaomi. Tổng kết lại thì mẫu TV Xiaomi Redmi Max 86 inch này nó là một cái mẫu TV có một kích thước màn hình rất là lớn, phù hợp cho những ai có một cái không gian rộng, vừa là một vật trang trí, vừa để giúp chúng ta xem phim, xem bóng đá nó sướng mắt hơn. Đấy, và thêm nữa đó là cái chúng ta phải có điều kiện thì chúng ta mới có thể sở hữu được cái mẫu TV này. Đấy, đấy là những ai mà có thể sở hữu nó. Các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Thôi bây giờ mình chắc phải kết thúc video rồi, mình sắp phải trả TV này rồi. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.